Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Bên mình chuyên phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm Baga GV Tùng GV chính hãng. Trước mắt các bạn đây là mẫu xe Yamaha MT03. Thì bên mình đang tiến hành lên cái bộ cản SRV của hãng GV. Thì bộ cản này sẽ được hãng GV thiết kế dành riêng cho MT03. Và bộ này có thể lắp được cho em Yamaha R25 và R3 luôn nha các bạn. Thì cái bộ này sẽ lắp được 3 dòng là MT03, R25 và R3. Thì ba xe này mình đều lắp zin hết nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái bát từ trên đây để mình thả xuống. Thì hãng GV họ sẽ kế cho mình một cái bát để mình tháo cái đuôi dè này ra và mình ốp vào trong. Và mình bắt thẳng lên trên sườn luôn nha các bạn. Thì với cái điểm bắt này sẽ đảm bảo độ cứng chắc nhất có thể. Khi các bạn lắp thì các bạn phải mở cái yên ra để mình rút mấy cái giắc điện ra mới được nha các bạn. Thì lắp cái này mình phải bắt buộc phải tháo cái giắc điện này ra. Giắc điện này tháo cũng đơn giản thôi, các bạn tháo này nhớ cắm lại đúng vị trí là được rồi. Đây là giắc đèn xi nhan, đèn hậu thôi chứ không có gì hết. Thì sau khi tháo được cái giắc đèn thì mình sẽ ốp cái bát mà hãng GV đã làm sẵn cho xe. Đây các bạn sẽ ốp như thế này. Thì bộ này được hãng làm sẵn nên đã canh rất là chuẩn nha các bạn. Nên các bạn chỉ cần làm đúng theo cái sơ đồ bản vẽ của hãng thì các bạn sẽ gắp vào được. Thì cản đây là cản SRV GV dành cho MT03 và mức giá hiện tại của nó là 1.860.000 và bên shop hỗ trợ lắp ráp miễn phí, không có tính tiền công nha các bạn. Thì cái bộ này mình lắp chắc khoảng tầm 20-30 phút gì đó. Thì đó là mình lắp quen, còn nếu mà các bạn không quen các bạn có thể lắp lâu hơn. Nhưng mà cái này thì lắp cũng đơn giản thôi nha các bạn, không có khó lắp đâu. Các bạn chịu khó xem kỹ cái tờ hướng dẫn của hãng đi kèm thì các bạn có thể lắp được thôi, hoặc là xem cái clip mình cái cách lắp nó cũng như vậy đó. Thì nói về giá thì một số bạn xem những cái clip cũ của mình và khi mình đến lắp thì giá bây giờ là giá mới thì nhiều các bạn sẽ cảm giác giống như bị mình lừa. Thì mình đã nói cho các bạn rất là nhiều lần rồi, thì giá của hãng GV thì mỗi năm mỗi điều chỉnh, có năm một lần, có năm hai lần, thậm chí cả 3 lần. Là đối với những lúc mà thuế VAT điều chỉnh thì bắt buộc là hãng GV phải tăng cái giá lẻ lên. Thì nhiều bạn xem những clip của mình đăng trước đây khoảng 1 năm rồi các bạn lại gắn bên mình, rồi bên mình tính cái giá hiện tại ở thời điểm 2023 thì bắt đầu các bạn nói là mình quảng cáo như thế này nhưng mà lại tính tiền là giá như thế kia. Thì mình cũng không biết có nói làm sao nữa. Thì mình có để cái giá công khai ở trên website, hoặc là những cái clip các bạn xem những cái clip mới, những cái clip năm 2023, hoặc là các bạn có thể gọi trực tiếp bên mình. Và quy trình bên mình khi lắp cho khách lúc nào cũng sẽ báo giá trước. Ví dụ như cái cản này mình báo là 1.860.000 miễn phí không lắp ráp, khách ok rồi mình mới đẩy xe vào shop làm, chứ bên mình không bao giờ làm xong rồi bắt đầu mới tính tiền nha các bạn. Nên bên mình làm việc rất là rõ ràng. Nhiều bạn lên đăng post mình nói mình như thế này, mình nghe mình khá là bức xúc. Thậm chí mình làm là không có tính tiền công luôn nữa. Các bạn đi những cái chỗ khác mà lắp những cái cản phức tạp tí xíu là các bạn sẽ bị tính tiền công. Thì bên mình hỗ trợ cho các bạn là hết mình rồi. Nhưng mà nhiều bạn không hiểu thì trách mình, nói mình là đăng giá như thế này, quảng cáo như thế này mà bán giá như thế kia thì mình chịu luôn. Mình giải thích rất là nhiều lần rồi các bạn. Và trên những cái bài đăng của mình lúc nào mình cũng để kèm cái link website hoặc là số điện thoại để cho các bạn có thể gọi hoặc là tham khảo giá trước khi đến với shop. Và khi các bạn chưa có tham khảo mà đến với shop thì shop cũng sẽ báo cho các bạn là một lần nữa. Và các bạn đồng ý thì mình mới lắp nha các bạn. Nên các bạn đừng có suy nghĩ là shop che đầu dê bán thịt chó kiểu như vậy. Bên mình kinh doanh 10 năm rồi nha các bạn. Nên không có cái chuyện mà làm ăn mất uy tín gì đâu.
thật sự mà có những cái dấu hiệu như thế đó, mình khuyên các bạn lên thưa công an luôn đi. Đó, nên thưa công an, như vậy là chặt chém khách hàng rồi. Nếu mà các bạn có đủ bằng chứng thì các bạn cứ đến công an thưa công an đi. Nên các bạn làm mình rất là buồn. Và quay trở lại với cái cảng này, thì cảng này nói chung là lắp zin nhưng mà nó tháo rất là nhiều ốc nha các bạn, nên lắp hơi lâu một xíu. Và bên mình hỗ trợ lắp ráp không có tính phí. Và mình nhắc lại giá cảng hiện tại của mẫu MT03 là 1.860.000 nha các bạn, lắp được cho R25 và R3. Và ở shop có sẵn hơn 30 mẫu thùng GV chính hãng. Nếu các bạn nào muốn lên thùng thì có sẵn luôn, hoặc là các bạn có gắn 3 thùng cũng được, bên shop có sẵn những cái mẫu thùng hông của GV và các mẫu ba lô áo mưa. Thì nếu các bạn đến trực tiếp cửa hàng có thể tham khảo thêm mũ bảo hiểm, những cái phụ kiện giá đỡ điện thoại, những cái phụ kiện khác nữa. Shop có để địa chỉ và số điện thoại ở bên trên màn hình, các bạn có thể ghé trực tiếp cửa hàng. Nếu các bạn ở xa thì nhắn tin hoặc là kết nối Zalo để shop tư vấn gửi hàng đến cho các bạn. Shop gửi hàng qua hình thức COD, gửi đến tận nơi, các bạn mở hàng ra kiểm tra đúng hàng mới thanh toán. Shop cảm ơn các bạn luôn quan tâm và theo dõi. Shop xin chào và hẹn gặp lại.